Ok, chào các bạn. Hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình Những câu ngữ pháp hay sai. Ok, chúng ta sẽ đến với phần là những câu ngữ pháp hay sai. Và hôm nay cô Trang Anh sẽ nhấn về phần đó là các loại mệnh đề trong tiếng Anh. Thì cô sẽ chữa là những câu ngữ pháp hay sai phần số 11. Các bạn thân mến, các bạn vào và kiểm tra giúp cô ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Ok, các bạn kiểm tra giúp cô ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Ok, các bạn thân mến, các bạn kiểm tra giúp cô có xem được không ạ? Rồi, ok, cô chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn kiểm tra giúp cô xem là các bạn có xem ổn không ạ? Ok, các bạn xem ổn không ạ? Các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không ạ? Hiện tại nhà cô đang dùng hai loại mạng, tức là cô đang xem ở trên điện thoại để xem comment của các bạn thì cô xem bằng tức là dùng bằng wifi. Thế còn ở trên thiết bị live của cô thì lại dùng bằng bằng mạng dây. Nên là có lẽ là mạng dây thì sẽ ổn nhưng mà chắc là cái mạng trên wifi của cô thì không được ổn à. Dạ. Rồi. Mỗi mạng nhà em không ổn à. Ok các bạn thân mến, thì cô rất là muốn up lên YouTube nhưng mà cô không hiểu tại sao là mấy hôm nay các bạn ấy bảo rằng là cái video của cô từ Facebook up lên YouTube thì nó rất là mờ và cô đang đang dành thời gian để cô tìm hiểu xem là tại sao up lên nó bị mờ. Nên là để nó đỡ tốn công thì cô phải up đi up lại ấy ạ. Cô đang tìm hiểu và đang nhờ các bạn bên cô kiểm tra giúp cô xem là không biết vì lý do gì mà cô up lên YouTube lại bị mờ như vậy. Khi mà cô kiểm tra xong thì cô sẽ up lên cho bạn nhé. Thưa thân mến, cô sẽ chữa những câu ngữ pháp hay sai phần số 1. Cô cho anh nhấn mạnh này. Cô nói với các bạn rằng là đây là cái phần mà cô nhớ là cô đã từng chữa rồi. Nhớ. Kể từ khi nào mà nó chưa có sách ấy, thì cô đã chữa cái phần này rồi. Nhớ. Nhưng mà cái phần này hôm qua cô có nhận được một cái inbox của một bạn. Và các bạn đấy có bảo với cô là cô em xem cái phần này cô chữa ở trên video mà em không hiểu. Giờ cô có thể giảng lại cho em phần này được không? Với hơn thế nữa là những bạn mà các bạn học từ chuyên đề 4 qua tổng ôn này. Chợ hòa là những cái bạn mà tổng ôn 4 ấy ạ, đúng không? Những cái bạn mà học chuyên đề với tổng ôn cô thì các bạn học phần này cũng chưa sâu. Vì vậy mà hôm nay cô quyết định sẽ làm lại một buổi về mệnh đề. Và trong này cô sẽ chỉ rõ hơn về cái phần đó là các loại mệnh đề tuyệt đối trong tiếng Anh. Mệnh đề tuyệt đối trong tiếng Anh. Được không ạ? Rồi, ok các bạn thân mến, các bạn xem giúp cô xem có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Hình như nó không được ổn lắm đâu đúng không ạ? Nhưng bên của cô cũng đang quay tưng bừng cả đúng không ạ? Chứ là cô rất là muốn up lên YouTube luôn nhưng mà cô thấy các bạn ấy kêu nhiều vấn đề là chất lượng video của cô khi đưa lên YouTube thì nó không được đẹp nữa. Nên là cô đang nhờ các bạn bên cô kiểm tra xem là vì lý do tại sao mà lại up lên YouTube lại bị mờ như vậy. Được chưa? Cô ơi em bị mờ lắm à, cô cũng bị mờ. Đợi một xíu nữa xem có ổn không ạ. Đợi một xíu xem có ổn không ạ. Bên của cô cũng đang quay tít rồi. Các bạn xem giúp cô. Được không ạ? Cô có một team mà em Trang Trần à? Chờ, bên cạnh cô có rất nhiều những anh chị trợ lý hỗ trợ cùng với cô đó. Riêng anh chị hỗ trợ anh chị trợ lý mà hỗ trợ khóa học của cô là tổng cộng có 5 anh chị đúng không? Anh chị bên chuyên môn, bên team chuyên môn là bây giờ đang có 21 người. Vậy là cô có tổng 26 trợ lý. Nhờ, chưa kể là những trợ lý mà dép cái comment dép cái inbox của các bạn nữa. Nên là các bạn yên tâm là các bạn chỉ cần học thôi, còn tất cả mọi thứ cứ để cô đâu nhá. Nhưng mà bạn xem giúp cô xem có học được không? Chờ, ok, chào Thanh Nhày Ngô, em cũng bị lát lắm à. Điện thoại của em cũng quay à. Các bạn khác có bị quay không? Có bạn nào ổn không để cô có động lực chữa này? Dạ, có bạn nào có thể học được không để cô có động lực chữa? Ok. Cô chào Minh Tiến ạ. Các bạn, dạ hôm nay bị tự nhiên là thế à? Các bạn khác có bị thế không ạ? Mà nhà em hôm nay bị sao vậy trời à? Bên của cô cũng quay tít luôn, không làm sao được cả. Dạ, các bạn xem giúp cô xem có bạn nào mạng ổn không ạ? Dạ, Trần Bình Minh ổn à? Được chưa? Em ổn à? Ok, những bạn nào ổn điểm danh cho cô xem nào. Đúng không ạ? Nếu như mà có một số bạn vẫn ổn được thì cô sẽ chữa qua cái giai đoạn này. Cô đã nói với các bạn rằng là mạng buổi trưa nhà cô rất khỏe, đúng không ạ?
Mạng buổi tối nhà cô từ 8 giờ đến 10 giờ mạng rất tệ, nhưng mà qua 10 giờ thì mạng lại ổn. Được. Được không ạ? Hôm nay bạn Ngọc Harvard thì lại mạng rất ổn à? Được chưa? Em ổn vãi cả già. Rồi ok. Giờ chúng ta sẽ có em quay vòng vòng luôn à. Rồi, cố gắng nhé. Được không ạ? Cô thấy em rồi, Đào Hàn. Chưa, em ổn. Rồi thì em ổn để cô chữa nhá. Nhưng bài hôm nay của cô khó lắm. Nếu mà các bạn mà mạng không ổn thì không biết là các bạn nghe cô giảng các bạn có hiểu được không? Phú Yên, bạn bạn Mai Trung Min ở Phú Yên xa, rất xa cô, mạng ổn. Rồi. Ok, hình như ổn hơn rồi. Được không ạ? Dạ, hay sau 10 giờ live chỗ nữa hả? Dạ, sau 10 giờ. Sau 10 giờ thì cô sợ là mệt quá. 10 giờ mà học đến 11 giờ thì mệt quá. Đúng không ạ? Được không ạ? Hình như ổn rồi đấy ạ. Của cô bên cô ổn rồi. Các bạn ổn chưa để cô dạy nào? 9 giờ 39 rồi, đúng 1 phút nữa để trả lời cho cô này. Ổn chưa ạ? Ok rồi, cô chào Khánh Hiền. Khánh Hiền quê ở đâu? Chỗ em có ổn không? Đó, em ổn. Rồi, ok. Hình như bên cô cũng ổn rồi, không quay vòng vòng nữa. Ok, cô chào Hải Yến ạ. Ok, bạn Thanh Nhài Ngô ở Hưng Yên. Được chưa? Học đến 10 giờ à? Cái bài hôm nay của cô thú vị cực, bài này cô từng dạy một lần rồi. Nha. Nếu mà những bạn nào mà thấy bài này mình đã từng học mà mình hiểu rồi thì có thể không cần học cũng được. Thì bài này cô nhớ là cô đã từng dạy một lần rồi. Nhá. Chờ Nguyễn Thị Thu Thủy ở Nam Định không ổn. Eric Nguyễn thì lại ổn. Rồi, ok. Rồi bắt đầu cô chữa này, chịu khó nhá. 9 giờ 40 rồi, bắt đầu chữa này. Những bạn nào mà không ổn thì chịu khó chạy ra xong lại vào lại, chạy ra xong vào lại giúp cô. Đúng không ạ? Cô nghĩ là tầm 10 giờ trở ra mạng nhà cô sẽ rất ổn. Nhá, đúng không ạ? Học thôi nhá. Rồi cô sẽ có như sau này, với cái bài của cô là những cái câu ngữ pháp hay sai phần số 1 này của cô thì nó sẽ nhấn chủ yếu về phần đó là các loại mệnh đề trong tiếng Anh và có nhấn về đó là mệnh đề tuyệt đối. Và trong cái phần nhấn về mệnh đề tuyệt đối này thì các bạn sẽ lưu ý cho cô như sau này. Cái mệnh đề tuyệt đối này thì cô nghĩ rằng là cô sẽ giảng thì các bạn sẽ hiểu dễ hơn là cái việc mà các bạn đọc cái phần đáp án ở chữ, đúng không? Rồi cô sẽ có như sau nhé. Với câu số 1 của chúng ta, ok không ạ? Được chưa, được chưa? Được chưa? ok. Có các bạn học có ổn không ạ? Không xem được à? Được không ạ? Hình như ổn hơn rồi đúng không ạ? Học sinh chuyên Anh mà hôm nay yếu quá nhờ. Được không ạ? Nào có học được không? Hay hôm nay cô cho nghỉ buổi khác mình bù nhá. Nhưng mà bài hôm nay của cô thú vị cực. Giờ cô phải nói trước là bài hôm nay của cô là bài về các loại mệnh đề trong tiếng Anh. Và nó sẽ nhấn vào phần đó là phần về mệnh đề tuyệt đối. Cái phần này các bạn rất là hoang mang, đúng không? Các bạn có khắc phục được không ạ? Khắc phục cái chúng ta học ạ? Ok, được không ạ? Cô thấy Minh Anh avatar màu tím đen. Được không ạ? Bùi Quốc Việt bảo xe nhiều thì nữa là em thấy mấy thầy bảo vệ à? Không, cô không cần xe. Đó, không cần share đâu. Dạ, miễn là sao em học hiệu quả là được. Cô không cần những cái số lượng, không cần thành tích như vậy. Dạ, cô chỉ cần là mỗi một buổi cô lên đây với các bạn học được cái gì? Dạ, các bạn thấy buổi học đấy có hiệu quả với các bạn hay không thôi. Chứ còn mấy cái như kiểu là share với like, mới thả tim ấy, nó phù phiếm, không cần thiết. Nhá, cô là người rất là đơn giản. Dạ, cô đặt mục tiêu về hiệu quả của bài học hơn. Rồi chúng ta sẽ có này, học nhé. Dạ, cô sẽ có như sau này. Với câu số 1, các bạn sẽ chọn được câu số 1 của chúng ta là ý gì ạ? Được không ạ? Nào với câu số 1 thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Với câu số 1 cô có cấu trúc là so without cộng với verb in, đúng không ạ? Mà không làm gì. Chứ cô sẽ có cấu trúc là so without của chúng ta có thể cộng với danh từ. Chứ có thể cộng với verb in, được không ạ? Vậy theo cái câu này của chúng ta như này. Nhớ chúng ta sẽ có là so without cộng với danh từ hoặc là so without cộng với verb in. Thì với câu số 1, các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì? Dạ, cô sẽ có như sau nhé. Dạ, với câu số 1 của chúng ta là so without cộng với danh từ. So without cộng với verb in thì với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Được không ạ?
Nào, với câu số 1, các bạn ấy chọn đáp án nào? Cô thấy các bạn kêu sốt ruột quá. Như này nhá, các bạn có cố gắng khắc phục học được với cô không ạ? Cố cho cô thêm 15 phút nữa thôi. Đúng 10 giờ là mạng nhà cô lại ngon, lại xịn cực, đúng không ạ? Có cố gắng được không? Còn nếu kêu nữa là cô nghỉ livestream này, đúng không ạ? Bởi vì cô nghe các bạn kêu, cô không tập trung để dạy được. Được chưa? Được không ạ? Nhớ nhá, bài hôm nay của cô tập trung về phần sau này. Cô sẽ tập trung về phần đó là phần mệnh đề tuyệt đối trong tiếng Anh. Phần này thì cô nghĩ rằng là rất là nhiều bạn cảm thấy khó hiểu, chứ không phải là riêng những cái bạn ở trong một nhóm chuyên đề nữa rồi, đúng không ạ? Rồi cô sẽ có như sau. Chưa? Sao chưa? Dạ, chúng ta sẽ có với câu số 1 của chúng ta học này nhá, học dụng nhá. Chưa, chúng ta sẽ có là với câu số 1 theo cái quy tắc là sau without cộng với danh từ hoặc sau without cộng với verb in có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau without của chúng ta sẽ không cộng với mệnh đề. Vậy nếu nó không cộng với mệnh đề thì cô sẽ bỏ ý A đầu tiên vì ý A là mệnh đề, đúng chưa? Thế vậy bây giờ cô sẽ còn ý B, ý C và ý D. Câu này của chúng ta rất là dễ nhầm, nhận rất là nhiều dễ nhầm. Thì cô sẽ có như sau. Dạ, với cái câu số 1 của chúng ta nhá. Bây giờ cô sẽ có là cô ta bỗng nhiên kêu toáng lên, đúng không ạ? Mà không có lý do gì cả. Giả sử bây giờ cô dùng ý C thì sao? Dạ, giả sử chúng ta dùng ý C thì sao? Em nhớ cho cô như sau này. Chúng ta sẽ có là nếu đúng là sau without cộng danh từ cộng verb in thì sẽ có rất nhiều bạn chọn đáp án của câu này là ý C, đúng không ạ? Bạn Nguyễn Thị Ngọc Diệp cũng chọn câu này là ý C. Nhưng mà bạn nhớ cho cô như sau này. Chúng ta dịch là cô ta bỗng nhiên kêu toáng lên mà không có lý do gì cả. Nhờ thì cô sẽ có như sau. Cái câu cần nghĩa là có lý do gì cả thì nó sẽ phải dùng với cấu trúc của there cơ. Chờ, câu này của chúng ta sẽ phải dùng với cấu trúc của there, đúng không ạ? Thì cô sẽ có là người ta dùng cấu trúc là there cộng với be cộng với danh từ mới nghĩa là có, được không ạ? Thì với câu này của chúng ta, sau without của chúng ta nghĩa là mà không rồi. Thì rõ ràng các bạn bảo rằng là cô ấy không có lý do gì cả, ý C đúng, tại sao cô không chọn? Thì bạn nhớ cho cô như sau này. Chúng ta sẽ có câu để chúng ta là without của chúng ta đã là phủ định rồi thì nó sẽ không thể có cái từ no ở đây nữa. Nên ý C của cô sai. Nhờ. Vậy thì với câu số 1 của chúng ta, câu này chỉ còn ý B hoặc là ý D mà thôi. Nhờ thì với câu này bạn sẽ chọn là B hay là D, được không ạ? Nghe cô giảng nhá. Sau without cộng với một mệnh à một cụm danh từ, sau without cộng danh từ hoặc verb in lên ý A của cô nó là một mệnh đề bỏ. Without của chúng ta nghĩa là mà không, đúng không? Thì nó là phủ định rồi nên có từ đâu lại bỏ tiếp. Bây giờ cô chỉ còn B và D mà thôi. Nhưng B và D thì cô sẽ có như sau này. Mà không có lý do gì cả. Nếu em chọn ý D mà dùng be in thì cô sẽ hiểu rằng là hai vế của câu đồng chủ ngữ. Thì cô sẽ hiểu rằng chủ ngữ của vế đằng sau của chúng ta là she. Cô ta không thể là lý do được, đúng không? Nên là cô sẽ bỏ tiếp ý D. Vậy bằng phương pháp loại trừ thì cô sẽ chọn được câu mồi của chúng ta là ý B. Vậy người ta dùng dạng đó là there being any reason của chúng ta thì cái này của chúng ta sẽ gọi là mệnh đề tuyệt đối. Cái này chúng ta sẽ là mệnh đề tuyệt đối. Vậy em sẽ nhớ cho cô là mệnh đề tuyệt đối có thể dùng sau without. Được không ạ? Xong câu đấy của chúng ta chưa? Rồi, xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Nhất trí chưa? Chưa, xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Nếu như các bạn mà nhớ thì cô cho anh đã chữa phần này rồi. Những bạn nào ở trong nhóm kín của cô thì cô cho anh cũng dạy phần này rồi. Nhưng mà hôm nay vẫn sai ngay từ câu đầu tiên rồi. Sao chưa? Rồi, xong câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2 của chúng ta. Vậy tương tự như vậy thì với câu số 2, các thanh niên của cô sẽ chọn được câu 2 là ý gì ạ? Nào, vậy thì tương tự như vậy thì với câu số 2, các bạn của cô sẽ chọn được câu 2 là ý gì ạ? Được chưa? Nào, với câu số 2. Sao chưa? Với câu số 2, các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì ạ? Được không ạ? Rồi, với câu số 2 thì cô sẽ có như sau này, cũng tương tự như vậy. Sau without của chúng ta cộng với danh từ hoặc verb in thì cô sẽ không thể chọn ý A được vì A là mệnh đề. Đúng không ạ? Thì cô sẽ có từ định up của chúng ta nghĩa là đào này. Họ thường cái đào đường lên. Chợ mặc mà làm sao mà không có bất cứ ngợ mà làm sao đấy mà nó là không cần thiết. Vậy thì cô sẽ có như sau. Nếu như em chọn sau without cộng verb in là being như này, đúng không ạ? Thì cô sẽ hiểu rằng là hai vế của câu đồng chủ ngữ, thành ra họ là cần thiết, không phải là họ cần thiết mà cái việc đào đường đó là không cần thiết.
Đúng không? Vậy thì cô sẽ thấy là ý C của cô sai. Giờ câu số 2 của chúng ta ý C sai nhá. Vì cô sẽ chỉ còn ý B và ý D. Chứ ý D của cô thì cô sẽ cấu trúc là sau have something, tức là sau have và chúng ta phải cộng với danh từ cơ. Mà chúng ta lại có từ necessary của chúng ta là tính từ. Thì ý B của cô sai về ngữ pháp rồi. Do đó cô chọn được câu số 2 của cô là ý B. Và câu này của cô cũng là mệnh đề tuyệt đối. Chờ, mệnh đề tuyệt đối. Vậy thì bạn sẽ nhớ cho cô là mệnh đề tuyệt đối là mệnh đề được dùng như nào? Từ hai câu này suy ra cho cô về mệnh đề tuyệt đối này. Mệnh đề tuyệt đối là mệnh đề như nào? Chờ, mệnh đề tuyệt đối chỉ áp dụng đó là hai vế của câu phải không đồng chủ ngữ. Chờ, chủ ngữ của cô đằng trước là they, đằng sau của cô là it. Chờ, chủ ngữ đằng trước của cô là she, đúng không? Đằng sau của nó là there. Nhớ, mệnh đề tuyệt đối chỉ áp dụng khi mà hai vế của câu không đồng chủ ngữ. Chờ, mệnh đề tuyệt đối sẽ có dạng công thức là chủ ngữ cộng với verb in cộng chấm chấm chấm. Đó không ạ? Rồi, xong nhá. Thế là chúng ta đã hiểu được một phần về mệnh đề tuyệt đối rồi. Nhờ. Chuyển cho cô sang câu sau này. Với câu số 3 của chúng ta. Nói chung là bài hôm nay cô Trang Anh sẽ nhấn nhiều về phần mệnh đề tuyệt đối này. Với câu số 3, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Xong chưa, xong chưa? Câu số 1 của chúng ta dùng the bình thường mà em. Đằng sau nó có phủ định đâu em. Đằng sau nó dùng anh any của chúng ta đi với phủ định đúng rồi cho em. Đúng không ạ? Rồi, cô sẽ có với câu số 3 của cô. Các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhờ câu 3 ý A. Câu 3 bạn Bùi Quốc Việt của chúng ta chọn ý A. Ok, để cô xem mấy cái thanh niên ưu tú của cô nào. Câu 3 bạn Bùi Quốc Việt thanh niên chuẩn bị lấy vợ chọn A. Câu 3 bạn Hà Diễm My chọn A. Câu 3 Nguyễn Thị Ngọc Diệp chọn B. Ok. Cô ba Ngọc Harvard chọn A. Vậy là có nghĩa là bài này của cô mặc dù đã dạy rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn vẫn sai một cách rất là bình thường, đúng không ạ? Cái này không gọi là sai ngọt ngào, chứ mà gọi là sai một cách bình thường. Vì cái này cô đã dạy các bạn rồi, cô nhớ là cái này cô dạy các bạn từ tháng 9 rồi. Đấy. Nhưng mà các bạn ở trong khóa học thì các bạn được động đến rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau, bạn nào ở chuyên đề, các khóa chuyên đề của cô cho anh này. Thì cái phần này chuyên đề cô Trang Anh không dạy nha. Bạn nào ở các nhóm tổng ôn thì phần này cực kỳ cần thiết cho tổng ôn luôn này. Cô sẽ có như sau nhá. Bạn nào bạn bạn Bùi Quốc Việt nhỉ? Bạn Bùi Quốc Việt bạn ấy chọn ý A nhờ. Tại sao mà chọn A được? Em có biết khi nào người ta dùng mệnh đề tuyệt đối không ạ? Tại sao tự nhiên lại nghĩ ra mệnh đề tuyệt đối làm gì ạ? Mệnh đề tuyệt đối để hợp thức hóa nhờ, bạn nhớ cho cô như sau này. Trong một câu nó sẽ có các mệnh đề độc lập. Cô viết tắt nhá. Cô biết ta chữ mệnh đề độc lập nhờ. Ghép với mệnh đề độc lập. Vậy trong câu nó sẽ có nhiều mệnh đề độc lập. Và để hợp thức hóa là trong câu mà có các mệnh đề độc lập thì phải có từ nối ở giữa này. Nhờ, cô có thể gọi sâu là từ nối của chúng ta ở giữa. Vậy thì để đúng, tức là mệnh đề của nó đúng nhá, nó phải có là các mệnh đề độc lập phải được nối với nhau bằng cái từ nối này. Vậy nếu như không có từ nối mà có các mệnh đề độc lập thì em phải dùng mệnh đề tuyệt đối. Đấy là nguyên tắc mệnh đề tuyệt đối, cô viết tắt nhá. Nghe cô Trang giảng lại phần này này. Không, cô giảng mãi dạy mãi rồi mà vẫn sai. Nghe cô Trang Anh nói này. Tại sao người ta lại thuyết minh, người ta lại thiết kế ra cái mệnh đề tuyệt đối để làm gì? Em nhớ cho cô như sau. Đó là mệnh đề độc lập trong tiếng Anh này có các mệnh đề độc lập đứng trong câu ấy ạ. Thì để cho nó đúng về mặt ngữ pháp thì các mệnh đề độc lập phải có từ nối để kết hợp nó lại với nhau. Vậy nếu như mà trong câu mà có các mệnh đề độc lập mà không có từ nối, đúng không ạ? Thì phải chuyển một cái mệnh đề đằng trước này sang mệnh đề tuyệt đối. Mệnh đề tuyệt đối sẽ có dạng chủ ngữ cộng với verb in nếu là câu chủ động, tí bị động cô sẽ nói sau. Được không ạ? Vậy cô nhớ cho cô như sau này. Khi mà đã sử dụng mệnh đề tuyệt đối thì không có cái từ nối này nữa. Đúng không ạ? Vì nếu có từ nối thì không cần dùng mệnh đề tuyệt đối. Nên là ý A của cô phải sai đầu tiên. Đấy, phải suy như vậy nhá. A của cô phải sai đầu tiên đã. Được chưa? Mệnh đề tuyệt đối chỉ áp dụng cho hai vế của câu không đồng chủ ngữ. Chứ còn nếu nó đồng chủ ngữ thì nó lại dùng rút gọn cơ. Đúng không? Rút gọn bằng cách dùng verb in, verb phân từ hai. Đấy là mình hiểu về bản chất nó là như vậy. Vậy thì với câu số 3, cô bỏ được ý A rồi nhá. Em xác định tiếp cho cô đi ạ. Chúng ta sẽ bỏ tiếp những cái anh nào nữa ạ. Bài hôm nay cô chữa theo nguyện vọng của một bạn. Bạn nói rằng là em đọc đáp án mà em không hiểu. Để cô sẽ có như sau này. Với câu này của cô sẽ còn 3 đáp án. Ba đáp án thì cô sẽ có như sau. Phước dịch là vì không có câu trả lời nên cuộc họp đã kết thúc một cách rất là nhanh chóng. Vậy thì với câu này bạn thử ngắm cho cô xem là, vậy thì bây giờ cô bỏ được một đáp án rồi thì bạn sẽ xem cho cô này đáp án là ý gì ạ? Chưa, có bạn chọn đáp án câu này của chúng ta là ý B. Úi giời, cô thấy các bạn chọn đến rất nhiều đáp án rồi.
Có bạn chọn B, có bạn chọn C. Rồi, chúng ta sẽ có nhá. Cô thấy các bạn chọn linh tinh hết cả. Đúng không ạ? Thứ nhất như sau này. Em có hiểu khi nào người ta dùng XY không ạ? Và em có hiểu khi nào người ta dùng the như này không ạ? Em phải phân biệt cho cô hai cái này không em sẽ sai. Nhớ, chúng ta sẽ có như sau. Nếu như em dùng là XY thì nó sẽ có nghĩa là đó là. Chưa, nếu em dùng là XY nó sẽ nghĩa là đó là. Thế còn nếu em dùng là they thì nó sẽ nghĩa là có. Đúng không ạ? Vậy thì câu này chúng ta dịch là không có câu hỏi nên cuộc họp kết thúc nhanh. Vậy thì câu của cô mang nghĩa là có chứ không phải mang nghĩa là đó. Vậy thì cô sẽ bỏ được cả C và bỏ được cả D. Do đó cô chọn được câu này của chúng ta là ý B. Đúng không ạ? Ý B của cô nó có này, có cái từ sâu này núi rồi nên là câu số 3 của cô chọn B thôi. Được không ạ? Rồi, xong câu số 3, chuyển cho cô sang câu số 4 của chúng ta. Được không ạ? Các bạn nghe thấy gà kêu chưa ạ? Tí nữa gà kêu một lúc nữa là sẽ ổn. Cố gắng cho cô. Được chưa ạ? Xong chưa? Xong chưa? Rồi, xong câu số 3, chuyển cho cô sang câu số 4 của chúng ta. Thì với câu số 4, các bạn của cô sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì ạ? À chưa? Bùi Quốc Việt bảo cô làm em không dám comment luôn ạ. Chưa, cô có bảo với các bạn rằng là để được cô nhớ tên trong các livestream thì đó là một may mắn đấy. Bởi vì năm ngoái cô hay gọi tên hai anh chị đó là anh Ngáo Ngáo và chị Halung thì hai anh chị đấy đều đỗ, đúng không? Gọi là đỗ rất là cao. Giờ nói chung là cô có một số bạn là cô ấn tượng hơn thì cô sẽ nhớ tên mà cô gọi tên nhiều, đúng không? Cô để ý nhiều thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ phải có thói quen cẩn thận hơn. Ví dụ như bạn Nguyễn Thị Thu Thủy ạ, bạn làm sai cái là cô nêu tên bạn luôn, đúng không? Thì tự nhiên bạn sẽ phải cố gắng hơn. Ở nhá, cô sẽ có quay lại cho cô với câu số 4 của chúng ta này. Câu 4 của cô nó bình thường rồi. Nhận chúng ta sẽ có như sau. Viết dịch là được hứa là sẽ trao cho một phần thưởng. Nên anh ta hy vọng rằng anh ta sẽ có được nó. Vậy thì cô sẽ có là anh ta được hứa khi hai vế của câu đồng chủ ngữ thì người ta không cần phải dùng đến mệnh đề tuyệt đối, đúng không ạ? Khi hai vế của câu đồng chủ ngữ, người ta có thể bỏ chủ ngữ của vế đầu và thay bằng verb in. Vậy thì cô sẽ bỏ ý A. Tại sao cô lại bỏ ý A này? Vì nếu ý A mà đưa vào đây nó thành hai mệnh đề độc lập đứng với nhau mà không có từ nối nên ý A cô bỏ. Nhờ? Thì cô sẽ còn ý B, ý C và ý D. Vậy cô sẽ có câu này như sau là anh ta được hứa chứ không tự hứa. Anh ta được người ta hứa hẹn là sẽ cho một phần thưởng nên là anh ta mong là mình sẽ được. Vậy thì nếu như cô dịch như vậy nhá, nhận nghe cô dịch như vậy thì bạn sẽ thấy được là câu này của chúng ta phải cần đáp án bị động. Bị động thì cô sẽ bỏ được ý B vì ý B của cô không phải bị động. Bây giờ cô sẽ chỉ còn ý C và ý D. Cô co lại đáp án rồi, đúng không ạ? Bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta sẽ là B hay là C. Bạn nhớ cho cô là cái này thì mặc dù là có đáp án đi chăng nữa thì bạn thấy rằng cái việc mà phân tích mấy cái mệnh đề này bằng đáp án thì nó sẽ rất là khó để diễn đạt nhá. Nên là phần ngữ pháp thì cô Trang Anh thích quay video hơn. Nhờ, giống như các bạn ở trong nhóm tổng ôn trước thi các bạn ấy cứ thắc mắc với cô là tại sao cô chỉ làm PDF có một lửa thôi. Đúng không ạ? Còn ngữ pháp thì cô không làm bởi vì ngữ pháp bạn phải xem video bạn mới hiểu được. Đúng không ạ? Rồi cô sẽ có với cái câu này của chúng ta bây giờ chỉ còn C và D. Thì câu số 4 các bạn sẽ chọn C hay là chọn D? Em phải đặt ra câu hỏi là tại sao mình chọn C mà không chọn D thì em mới hiểu được sâu sắc của vấn đề. Nhớ cho cô như sau này. Đây của chúng ta bạn nhớ là người ta có dùng dạng being cộng verb phân thứ hai. Nhưng cái này nó sẽ chính là bị động của danh động từ. Chỉ có bị động của danh động từ thì mới được dùng being cộng verb phân thứ hai thôi nhé. Ở vị trí này của cô không phải là danh động từ. Nhờ, em học cái bài danh động từ và động từ nguyên mẫu rồi. Vị trí này của cô phải là phân từ hiện tại và phân từ hoàn thành. Vậy chúng ta sẽ không thể dùng áp dụng cái dạng being cộng verb phân thứ hai ở đây được. Bỏ D. Do đó cô chọn được câu số 4 của chúng ta là ý C. Đây chính là dạng bị động của phân từ hoàn thành. Đối với các bạn năm nay thi đại học, các bạn phải học cho cô cái chuyên đề là danh động từ và động từ nguyên mẫu. Danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành. Bị động của danh động từ và bị động của phân từ hiện tại. Nhớ phải học mấy cái này vì trong đề thi của em sẽ có hai câu về phần này, được không ạ? Rồi, xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Với câu số 5 bạn sẽ chọn được câu này là ý gì? Nói chung là cũng sẽ có câu dễ, có câu khó chứ nó không khó hết đâu em. Nhá. Rồi, xong câu đấy làm cho cô với câu số 5 của chúng ta đi ạ. Thì với câu số 5 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, xong câu đấy làm cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, các bạn thân mến, với câu số 5 của chúng ta, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Hay là mình dừng phần này lại, tối mai cô chữa được không?
Chờ, phần này nó rất là thú vị đúng không? Nó liên quan đến tất cả rất nhiều những phần về mệnh đề. Mà phần mệnh đề thì khoảng là từ 2019 nhận năm ngoái đúng không? Năm ngoái các bác của bộ rất là ra rất thích ra mệnh đề rồi nhá. Năm ngoái phần mệnh đề các bác ấy cho mấy câu, là nếu tính cả danh động từ nó phải là 3 câu ấy, đúng không? 3 câu về mệnh đề đấy. Chờ, có một câu đó là bị động của danh động từ đúng không? Có một câu là danh động từ nguyên mẫu, một câu mệnh đề, 3 câu tất cả. Được không ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi, câu sẽ có với câu số 5 của chúng ta này. Với câu số 5 dịch là mở cửa tủ lạnh ra thì cái mùi nó rất là khó chịu. Được chưa? Câu này cô sẽ có như sau này. À, với câu này cẩn thận không là bị lừa. Đó, câu này cẩn thận không bị lừa nhé. Được chưa? Với câu số 5 ý D đúng không à? Câu nào các bạn đang chọn là C và D. Được chưa? Thế các bạn xem cho cô xem là những cái câu ở trong cuốn sách này các bạn phải làm bằng tất cả sự thận trọng của mình vì nó là câu ngữ pháp hay sai. Được không ạ? À, với câu số 10 chúng ta sẽ có à, với câu số 5 cô sẽ có như sau này. Nhớ là chủ ngữ đằng sau của cô là the smell, là mùi nhớ. Vậy ở đằng trước của cô là ai mở cửa? Tôi mở cửa tủ lạnh nhớ. Đằng sau mùi nó bốc ra. Vậy thì hai vế kể của câu nó không đồng chủ ngữ. Vậy nếu hai vế của câu nó không đồng chủ ngữ thì chúng ta không thể dùng verb in được. Bạn nào chọn verb in là sai. Được không ạ? Thế cô sẽ có như sau. Nếu em chọn là I opened, nó thành hai mệnh đề độc lập đứng với nhau, không có từ nối ý B sai. Thì cô sẽ có là khi em dùng when, when thì phải có chủ ngữ và phải có verb, và verb phải chia thì của câu, chứ không thể dùng opening đứng sang trọng như này được cả. Lên D sai. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô chọn được câu 5 của chúng ta là ý C. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta. Với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ, xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6 của chúng ta. Ý với câu số 6 bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì ạ? Nào, xong câu số 5 chuyển cô sang câu số 6 của chúng ta đi ạ. Thì với câu số 6 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Tương tự như vậy, xem cho cô xem là với câu số 6 bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì ạ? Rồi, cô sẽ có với câu số 6 của chúng ta đến đoạn này bắt đầu làm ngon hơn rồi, đúng không ạ? Với câu số 6 nhá, mình xem cho cô như sau này. À, câu số 6 cô sẽ có chủ ngữ đằng sau của cô là the bus, xe buýt đúng không ạ? Rồi cô sẽ có như sau này. À, dịch là thay đổi chân ga đúng không ạ? Thay đổi ga thì xe buýt đấy, hoặc là mình có thể dịch câu đấy là về số cũng được đúng không ạ? Dịch là thay đổi. Câu ấy mình có thể dịch là về số đi đúng không ạ? Khi mà chúng tôi về số thì xe buýt gặp khó khăn trong việc lên dốc. Chúng ta có cấu trúc đó là cấu trúc have difficulty. Chờ, chúng ta sẽ có cấu trúc là have difficulty cộng với verb in. Gặp khó khăn trong việc làm gì? Vậy thì với câu này của chúng ta, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, cô có cấu trúc là have difficulty cộng verb in, gặp khó khăn trong việc làm gì nhá. Thì cô sẽ có là nhớ chủ ngữ đằng sau cô là bus, xe buýt. Chờ, đằng trước là chúng tôi về số, vậy là chúng tôi về số, còn xe buýt gặp khó khăn. Vậy là hai chủ ngữ của chúng ta không giống nhau. Vậy nếu không giống nhau thì không dùng verb in, không dùng having cộng verb phân thứ hai được. Đúng không ạ? Vậy nếu như mà dùng verb không dùng verb in, không dùng having cộng verb phân thứ hai, cũng không thể dùng verb phân thứ hai như này được cả, đúng không ạ? Bởi vì hai chủ ngữ chúng ta khác nhau. Thì với câu số 6 cô sẽ chọn được câu này của chúng ta phải là ý D. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta. Với câu số 7 bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta đáp án là ý gì ạ? Chờ, xong câu này chuyển cho cô sang câu số 7 của chúng ta. Thì với câu số 7 bạn sẽ chia được câu này của chúng ta như nào ạ? Vẫn bạn vẫn không được à? Hay là để dừng lại buổi sau cô chữa nhá. Như này cô cảm giác cái buổi học nó không thú vị nữa, đúng không? Các bạn cảm giác nó không không học không hiệu quả được. Chưa? Học được không ạ? Rồi, cô sẽ có với câu số 7 của chúng ta có học được không ạ? Ok, câu số 7 các bạn đã chọn được đáp án của câu 7 là ý D à? Chợ, với cái câu số 7 của chúng ta nhá. Ok. Nào, câu số 7 các bạn chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ, với cái câu số 7 có học được không ạ? Cô đang bị phân tán với những cái
những cái comment của các bạn rồi. Chúng ta sẽ có như sau với câu số 7 của chúng ta này. Cô có nói với các bạn rằng đó là cái being cộng với phân từ hai này, nó sẽ chỉ là bị động của danh động từ thôi. Mà ở vị trí này của cô không phải là danh động từ, nên cô sẽ không chọn ý A. Được không ạ? Thì cô sẽ có là ý B của cô với động từ đằng sau của chúng ta là present, là quá khứ. Thì ý B của cô mà người ta dùng ít y như này là hiện tại thì nó lại không cân xứng với thì, nên ý B sai. Chứ lại cô sẽ có là khi mà được trông thấy từ đằng xa thì nó trông giống như một đám mây. Vậy là được trông thấy từ đằng xa cơ, chứ không phải tự trông. Nếu như ý D của chúng ta phải có been vào đây thì mới đúng. Nên ý D của cô cũng sai. Vậy thì câu số 7 cô sẽ dùng it being viewed, dùng mệnh đề tuyệt đối, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu này của chúng ta lại xảy ra vấn đề như sau, đó là hai vế của câu mà đồng chủ ngữ thì không cần dùng đến mệnh đề tuyệt đối. Vậy thì câu này các bạn sẽ phải sửa cho cô như sau nhé. Vậy phải sửa cho cô như sau để cho nó đúng này. Chứ là bạn sẽ sửa cho cô cái từ sau này. Sửa cho cô đề của câu này sẽ là từ resemble có s. Chứ là nếu sửa nó có s thì bạn sẽ chọn cho cô đáp án của câu này là ý B. Được không ạ? Vậy là khi mà được trông thấy từ đằng xa thì nó trông giống như một đám mây. Thì bạn sửa đề giúp cô là sửa cho cô ED thành S để đáp án đúng của cô 7 là ý B. Được không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Rồi, xong câu số 7, chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta. Với câu số 8, các bạn sẽ chia được câu này của chúng ta như nào ạ? Nè. Xong câu số 7, chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta đi ạ. Với câu số 8, bạn sẽ chia được câu này của chúng ta như nào ạ? Ok, với câu số 8 các bạn đã chia được câu này của chúng ta như nào đấy ạ? Thì cô sẽ có là với cái câu số 8 của chúng ta nhá. Thì cô sẽ có là mặc dù được xây dựng từ nhiều năm trước nhưng mà nó vẫn trong một cái tình trạng rất là tốt. Vậy thì cô sẽ có như sau, phải là được xây dựng cơ. Nhưng mà sẽ là đổi cho cô thành từ having been built thì mới đúng, bị động, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ có, được chưa? Rồi chúng ta sẽ có là vì ý B của cô sai. Yeah, chúng ta sẽ có là ý B của cô sai này. Thế này bây giờ cô sẽ xét tiếp các đáp án khác nữa nhé. Chúng ta sẽ có là thứ nhất là chúng ta có quy tắc của although nha. Sau although của chúng ta phải cộng với chủ ngữ verb. Vì cô sẽ có là ở đây của chúng ta nó khuyết mất cái chủ ngữ đằng trước. Thì nó khuyết mất cái chủ ngữ đằng trước của chúng ta sẽ phải nghĩ ngay đến cái dạng đó là dùng dạng rút gọn. Mặc dù được xây dựng vậy là bị động. Nếu bị động người ta sẽ rút gọn bằng cách dùng verb phân từ hai chứ không dùng dạng being cộng verb phân từ hai. Như cô Trang Anh đã bảo với các bạn rằng đó là being cộng verb phân từ hai chỉ bị động cho danh động từ thôi, đúng không ạ? Chỗ này cô không cần, không phải là danh động từ, liên C cô bỏ luôn nhá. Vì cô sẽ có như sau này, mặc dù được xây dựng đồng chủ ngữ, nếu đồng chủ ngữ thì không dùng dạng mệnh đề tuyệt đối, bỏ D. Vậy thì với câu số 8 cô chọn được câu này của chúng ta là ý A. Xong chưa? Câu số 8 của chúng ta là ý A. Ok không ạ? Rồi, xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9 của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn nghe cô Trang Anh phân tích như vậy, bạn thấy ok không ạ? Chưa, cô loại trừ từng phương án một đấy ạ. Được chưa? Rồi, xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9 nhé. Với câu số 9, các bạn sẽ chia được câu này của chúng ta như nào? Cô sẽ có như sau. Với câu số 9, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ if. Chưa, cái phần kiến thức mà cô đang dạy các bạn đây là cái phần này có trong cái đề thi năm ngoái, vào chính đề thi chính thức năm ngoái này. Cô sẽ có là sau if phải cộng với chủ ngữ verb, tức là một mệnh đề. Vậy nếu như mà sau if mà không có chủ ngữ verb thì nó có thể dùng rút gọn bằng cách dùng verb in với câu chủ động hoặc dùng verb phân từ hai với câu bị động, tức là rút gọn của mệnh đề. Vậy thì với câu này của chúng ta, giờ chúng ta sẽ có như sau. Câu hỏi dịch là nếu như mà được chấp nhận cho công việc thì bạn sẽ được thông báo sớm. Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau. Bạn phải được chấp thuận làm việc chứ không phải tự bạn chấp thuận được. Nên ý A của cô sai. Xong chưa? Xong chưa? Bạn nhớ là với cái câu về mệnh đề như này, em phải học cái cách trẻ nhỏ vấn đề ra như cô để làm. Nhớ nhá. Học cái cách phân tích từng đáp án một, tại sao đáp án đấy đúng, tại sao đáp án đấy sai. Được không ạ? Rồi tiếp này, cô sẽ loại được ý A sai là vì thế, được không ạ? Dịch là nếu như được chấp nhận làm việc, đúng không ạ? Được chấp nhận tức là được mời vào làm việc thì bạn sẽ được thông báo sớm. Tức là bạn không tự quyết định được, người ta phải chọn bạn chứ bạn không tự chọn được, đúng không ạ? Nên là ý A của cô là sai, được không ạ? Rồi tiếp này bây giờ cô sẽ còn B, C và D.
Nhớ B, C và D nhá, thì cô sẽ có như sau này. Cô có bảo với em rồi, đó là ở cái vị trí này của cô nó là phân từ hiện tại chứ không phải danh động từ. Chưa, làm thế nào cô biết sẽ nhận ra được là ở vị trí này của cô là phân từ hiện tại chứ không phải danh động từ? Thì học lại cho cô chuyên đề về danh động từ và phân từ hiện tại, được không ạ? Nếu như bạn nào mà thấy phần này chưa ổn thì qua YouTube của cô có up cái phần đấy trong cái phần đó là lấy gốc tiếng Anh ấy, bạn qua đấy học cho cô. Thì cô sẽ bỏ ý D bởi vì là ở đây không phải danh động từ thì không thể bị động bằng being cộng với phân từ hai được. Như là cô sẽ có như sau này. Đã được chấp nhận cho công việc thì bạn sẽ được, đúng không? Bạn sẽ được thông báo sớm. Nhưng mà câu này của chúng ta là sẽ được thông báo sớm nếu như được chấp nhận chưa? Chứ không phải là đã được chấp nhận rồi. Vì về nghĩa của câu này thì cô sẽ chọn được câu 9 của chúng ta là ý B. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, xong câu số 9, chuyển cho cô sang câu số 10 của chúng ta. Với câu số 10 thì em sẽ căn cứ cho cô như sau. Ở câu này cô có động từ chính của câu là động từ is. Trở về thì vế động từ này của cô sẽ chia theo rút gọn mệnh đề. Nhận chia rút gọn mệnh đề cô sẽ có như sau này. Thứ nhất là câu này cô sẽ không thể chọn ý A. Lý do tại sao cô nhìn cái cô khẳng định như vậy? Cái hệ thống mà được sử dụng chứ không tự sử dụng. Vậy thì câu này cô phải đáp án bị động mới đúng. Lên ý A của cô muốn đúng được phải cho thêm y vào, đúng không ạ? Tại sao cô bỏ tiếp ý D? Bởi vì sao? Động từ đằng sau của cô là hiện tại thì không có lý do gì đằng trước nó là quá khứ cả. Bỏ D. Bây giờ cô chỉ còn B và C. B và C nhớ đến phần rút gọn mệnh đề quan hệ. Đó là chúng ta rút gọn bằng cách dùng verb in với câu chủ động, dùng verb phân từ hai với câu bị động. Cái hệ thống được sử dụng là bị động thì cô sẽ chọn được câu 10 của cô là ý B. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu số 11 của chúng ta. Với câu số 11 bạn sẽ chia được câu này của chúng ta như nào? Nào cô cho các bạn làm cho cô câu 11 đi ạ. Câu 11 làm cho cô không cẩn thận là bạn sẽ sai câu 11 bình thường. Nhận với câu số 11 bạn sẽ chia được câu này của chúng ta như nào ạ? Bạn nào có thể xử lý cho cô được câu 11 ạ? Ok, với câu số 11 các bạn của cô sẽ xử lý được câu này như thế nào đây ạ? Ok, với câu số 11 các bạn sẽ xử lý được câu này như nào ạ? Với câu số 11 các bạn của cô đâu rồi ạ? Cô chưa thấy các bạn đến câu 11 ạ. Câu 11 bạn Nguyễn Thị Ngọc Diệp chọn được câu này là ý A. Ok, các bạn khác thì sao ạ? Câu số 11 bạn ấy chọn được đáp án của câu này là ý A, còn những bạn khác thì sao ạ? Chợ với câu số 11 cô sẽ có như sau. Cô ấy đang tìm một cái bộ váy phù hợp, đúng không ạ? She finding a suitable dress for her from next week. She has tried so many. Chúng ta sẽ có so many. Cô ấy đã tìm một cái bộ váy đẹp phù hợp, một cái bộ váy phù hợp cho cô ta từ tuần trước, à, đúng không ạ? Từ tuần làm sao? Từ tuần tới. Cho cái gì ạ? À? Cô ấy đang tìm một bộ váy đẹp cho cô ấy, đúng không? Để mà làm sao? Để đi chơi tuần tới. Cho cô ấy đã thử rất là nhiều rồi nhưng mà không có cái nào vừa với cô ấy. Vậy thì với câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì đấy? Nhờ cô sẽ có là cô ấy đang tìm một cái váy phù hợp cho cô ấy. Nhờ cho tuần tới. Cô này sửa cho cô thành for đi. Cho tuần tới nhá. Cô ấy đã thử rất là nhiều rồi nhưng không có cái nào vừa. Vậy thì cô sẽ có như sau. Bạn sẽ chú ý cho cô bằng từ đó là từ many là nhiều. Trong này cô sẽ có từ neither của chúng ta là chỉ cho hai không thôi. Nên cô bỏ ý B và cô bỏ ý D. Vậy thì với câu này cô sẽ chỉ còn ý A hoặc ý C mà thôi. Nhờ ý A hoặc ý C mà thôi. Thì cô sẽ có như sau. Trong này em sẽ dùng từ none of them hay là dùng từ none of which. Thì cô sẽ có như sau này. Câu này của cô nó có từ but. Và từ but này nó sẽ ngắt ra nó thành một mệnh đề khác. Thì câu này cô sẽ chọn đáp án của câu này là ý A. Giả sử câu này cô không có từ but, be từ này lại đây, thì cô sẽ dùng từ none of which. Nhưng mà nếu có liên từ vào chúng ta sẽ phải dùng cho cô none of them. Nhớ cho cô cái quy tắc này nhá. Nhớ cho cô là nếu như không có liên từ này thì em sẽ dùng từ none of which. Thế còn nếu có liên từ đấy thì em phải dùng cho cô ý A, được không ạ? Rồi, xong câu số 11 chuyển cho cô sang câu số 12 của chúng ta. Chợ với câu số 12, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ?
Nào ok, với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì ạ? Giờ cô sẽ có như sau này. À, với cái câu số 12 của chúng ta, các bạn sẽ chọn được câu này như nào đây ạ? Ok. Nào với câu số 12, các bạn sẽ xử lý được câu này của cô như nào ạ? Ok chưa ạ? Nhá. Rồi, cô sẽ có với câu số 12 của chúng ta này. Câu số 12 thì cô sẽ có là I'm sure, tôi chắc chắn là sếp sẽ cho bạn tham gia vào đội của chúng tôi. Nhá. À, chúng ta sẽ có với câu số 12, bạn nào có thể chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Tôi chắc chắn rằng sếp sẽ cho bạn tham gia với đội chúng tôi. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ thì ông ấy sẽ hài lòng thôi. Thì cô sẽ có là if, đúng không ạ? Cô sẽ có ý A của chúng ta là if là gì ạ? Nếu như bạn làm việc chăm chỉ. Ý B của chúng ta với từ as long as, với điều kiện là, đúng không ạ? Ý C của chúng ta, ý C thì cô sẽ có unless của chúng ta thì không đi với phủ định rồi, nên ý C sai. Giờ ý D của chúng ta với từ whether, có hay là không, ý D sai. Bây giờ câu 12 của chúng ta có nhầm thì chỉ nhầm A hoặc B thôi. Nhờ. Thì nhầm A hoặc B thì cô sẽ có là chắc chắn là sếp sẽ cho bạn tham gia với đội chúng tôi thôi. Chứ miễn là bạn cứ làm việc chăm chỉ là ông ấy sẽ hài lòng thôi mà. Vậy theo cái ngữ cảnh của câu này, chúng ta sẽ chọn được câu 12 của chúng ta là ý B. Được không ạ? Miễn là bạn làm việc chăm chỉ thì cô ấy sẽ, bà ấy sẽ hài lòng thôi. Xong câu số 12 chuyển cho cô sang câu số 13 của chúng ta. Nào câu số 13 bạn nào xử lý cho cô được câu này ạ? Được chưa? Ok, anh Thơ làm cho cô câu số 13. Chợ mới với câu số 13 bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì ạ? Chợ stream manage. Chúng ta cấu trúc là manage to do something, đúng không ạ? Cô ấy xoay, cô ấy đã cố gắng để mà cho con cô ấy đến trường tốt nhất ở trong cái bang này. Cô ta luôn muốn rằng con cô ấy có thể thoát ra khỏi cái tình trạng khó khăn này. Chợ cô ấy có thể mong, luôn mong con cô ấy có thể thoát ra khỏi cái cuộc sống nghèo túng này và trở thành những người thành công. Chợ cô ấy muốn, đúng không ạ? Cô ta vẫn cố gắng cho con cái nhà mình đi học trường tốt nhất ở trong bang này. Cô ta luôn muốn rằng bọn trẻ nhà cô ấy sẽ có thể thoát được khỏi cái hoàn cảnh khó khăn này và trở thành những người thành công. Cái câu dịch là mặc dù có nghèo tới đâu đi chăng nữa thì cô ấy vẫn cố gắng cho con đi học trường tốt. Cô sẽ bỏ ý B đầu tiên. Tại sao cô bỏ? Bởi vì đằng sau cô có từ manage là quá khứ thì đằng trước nó có ed là không đúng, không hợp với thì rồi, đúng không? Thì cô sẽ chỉ còn ý A, ý B và ý C thôi. Thì với câu số 13, cậu đã chọn được câu này của chúng ta là ý A, ý B hay là ý C ạ? Nhờ, câu này các bạn sẽ chọn là ý A, ý B hay là ý C đấy ạ. Thì cô sẽ có như sau này. Cô sẽ có, cô bảo với các bạn là sau have chúng ta phải có something. Something của chúng ta là danh từ chứ không thể dùng having poor ở đây được. Poor chúng ta là tính từ, đúng không ạ? Having poor. Ý D của cô sai. Thì cô sẽ chỉ còn A và C. Cô có cấu trúc là sau dispare có thể cộng với một cụm danh từ, có thể cộng với một verb ing nhưng không có cấu trúc sau dispare cộng với tính từ, lên C sai. Do đó câu 13 của cô chọn được đáp án của câu này là ý A. Câu 13 chúng ta sẽ, người ta có thể dùng rút gọn bằng cách đó là dùng mệnh đề tính, đúng không ạ? Dùng mệnh đề, gọi là dùng là mệnh đề về tính tính ngữ hoặc tính từ, đúng không ạ? Thì người ta có thể dùng cái dạng đó là though poor. Nhớ nhé. Nên câu 13 của chúng ta là ý A. Xong câu số 13 chuyển cho cô sang câu số 14. Với câu số 14, các thanh niên của cô sẽ chọn được câu này là ý gì ạ? Nào xong câu số 13 chuyển cho cô sang câu 14 ạ. Với câu số 14, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ, với câu số 14, các bạn của cô sẽ chọn được câu này là ý gì ạ? Câu 14 cô sẽ có như sau. I couldn't come up with. Chúng ta có cấu trúc come up with, đúng không ạ? Tìm ra, nảy ra ý tưởng. Tôi không có bất cứ ý tưởng gì về cái dự án của chúng ta. Dự án về động vật của chúng ta. In ancient time. Thế tôi không tìm ra bất cứ một cái ý tưởng gì cho cái dự án về những các loại động vật thời cổ đại của chúng ta. Cho tới khi, đó, câu này có dịch là cho tới khi hay kiểu gì ạ? Nào 14 các bạn sẽ ghép cho cô được ra đáp án là ý gì ạ? Ok. Với câu số 14 các bạn sẽ ghép cho cô được ra đáp án là ý gì đấy ạ? Câu số 14 chọn được ý A rồi à. Tôi không tìm ra bất cứ, tôi không có bất cứ ý tưởng về cái dự án. Về cái dự án những cái con động vật
thời cổ đại, cho tới khi tôi nhìn thấy có một cái poster về cái bộ phim đó trên đường về nhà, On My Way Home, trên đường về nhà. Vậy thì cô chút có là ý A của câu bài từ thì là cho tới khi, chợ when là khi đúng không ạ? As của chúng ta B với C bằng nhau này, ý D của cô why trong khi. Vậy thì với câu số 4 của chúng ta chọn ý A thôi, nhờ câu này về nghĩa thôi, xong chưa? Rồi xong câu số 14, chuyển cho cô sang câu 15. Thì với câu số 15 các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì ạ? Nào xong câu số 14, chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta. Thì với câu số 15 các bạn sẽ chọn được đáp án câu này là ý gì ạ? Nào với câu số 15, câu này các bạn ở trên môn các bạn đã cãi nhau nhiều này, đúng không ạ? Cô sẽ có ya của cô với từ as là khi, once là khi đã, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ có câu như sau là khi mà tôi đến nhà cô ấy tuần trước, khi mà tôi đến nhà cô ấy thì tôi có thể bị sốc bởi vì nhà của cô ta bẩn kinh khủng, đúng không ạ? Làm thì quái nào mà cô ta có thể sống trong cái đống lộn xộn bừa bộn như thế được. Vậy cô sẽ có là khi tôi đến là tôi nhìn thấy ngay. Vậy thì cô sẽ có là hành động này của cô xảy ra nối tiếp nhau thôi. Thì cô sẽ không thể dùng cái từ once nghĩa là khi đã được, mà chỉ là khi tôi đến thì tôi nhìn thấy thôi. Nên câu 15 chúng ta sẽ chọn được câu này là ý A, được không ạ? Rồi xong câu số 15, chuyển cô sang câu số 16. Với câu số 16 các bạn sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì ạ? Nhờ xong câu số 15, chuyển cô sang câu 16 đi ạ. Với câu số 16 các bạn sẽ chọn được câu này là ý gì ạ? Với câu số 16 cô sẽ có câu này như sau. Câu này của cô sẽ là cả phần kiến thức về mệnh đề danh từ. Có bạn bạn hỏi cô như sau, đó là mệnh đề danh từ là như thế nào? Mệnh đề danh từ của cô nó sẽ có dạng như sau, đó là từ để hỏi. Chợ hoặc là người ta dùng từ gì nữa? That. Chợ sau đó cộng với chủ ngữ verb và toàn bộ cái cụm này của cô, nó có thể đóng vai trò làm chủ ngữ của câu hoặc nó có thể đóng vai trò làm tân ngữ của câu. Thì trong trường hợp này nó sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Nhờ chúng ta sẽ có như sau. Cái điều mà giáo viên đang giảng đấy quan trọng đến mức mà cô ấy đề nghị chúng tôi dừng mọi thứ lại, đúng không ạ? Làm sao chúng tôi phải chú ý tới nhận tới cái việc mà cô ấy đang nói. Thế cô sẽ có là cái việc mà giáo viên đang giảng đấy nó quan trọng đến mức mà cô ấy đề nghị chúng tôi là dừng làm mọi thứ chúng tôi đang làm để chú ý nghe cô ấy nói. Thứ sẽ có cấu trúc là pay attention to, nghĩa là chú ý tới. Vậy thì với câu số 16 của chúng ta, cô sẽ cần một từ, nghĩa là cô sẽ có động từ ở đây của cô là động từ chính của câu này. Vậy thì ở phía trước này của cô cần một mệnh đề danh từ. Một mệnh đề danh từ của cô có thể bắt đầu bằng that, có thể bắt đầu bằng what. Thì ý B của cô bỏ, đúng không ạ? Vậy khi nào chúng ta dùng that, khi nào chúng ta dùng what? Thì bạn nhớ cho cô là that trả lời cho câu hỏi sự việc gì, còn what trả lời cho câu hỏi nói gì, làm gì. Vậy đây là cái điều mà giáo viên đang giảng. Vậy thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta không phải là C, nhớ. Vậy cô sẽ chỉ còn ý A và ý D mà thôi. Mà cô theo công thức của mệnh đề danh từ là từ để hỏi chủ ngữ verb. Vậy thì câu số 16 cô phải chọn được câu này là ý A, được không ạ? Rồi, sang câu số 16, cô sẽ chuyển câu số 20 mình nghỉ nhá. Sang câu số 16, chuyển cho cô sang câu số 17 của chúng ta. Chờ, với câu số 17, bạn sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì? Dạ, vẫn là phần mệnh đề danh từ. Thì sang câu số 16, chuyển cô sang câu 17 của chúng ta. Thì với câu số 17, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, với câu số 17, cô sẽ có như sau. Chờ, câu 17 dịch là gì của tôi? Nhớ, đúng không ạ? Cố gắng chậm chữa ngồi cho cô đến câu 20 nhá. Dịch là gì của tôi đã rất là, đúng không ạ? Đã cảm thấy, tức là gì của tôi đang trong tình trạng rất là tệ khi mà chồng của dì ấy pass away, qua đời 2 tháng trước. Tôi nghĩ đó là bởi vì, đúng không ạ? Cái depression, cái sự trầm cảm của dì. Chờ, tôi cũng nghĩ vậy, đúng không ạ? Cái sự trầm cảm đó có thể gây ra cái triệu chứng. Thế cô sẽ có là câu này mình có thể dịch là tôi cũng nghĩ vậy, đúng không ạ? Cái việc trầm cảm đó có thể gây ra các triệu chứng suy nhược cơ thể là một cái thực trạng trong y học rồi. Vì ở đây cô có động từ chính của câu, đây là động từ chính câu này. Cô lại có thêm cái từ can và từ cause của chúng ta là một động từ nữa. Vì ở đây của cô sẽ thiếu chủ ngữ là một, đúng không ạ? Thiếu chủ ngữ là một nhá. Nhưng mà phải cả cái chủ ngữ verb đấy lại đóng vai trò làm chủ ngữ của cái động từ y đằng sau. Vậy thì cô sẽ phải cần, ở đây cô cần một mệnh đề danh từ. Nhớ, cần một mệnh danh từ này. Vậy cần một mệnh đề danh từ thì cô sẽ có là mệnh đề danh từ bắt đầu bằng từ để hỏi. Nếu như không phải nó là từ để hỏi thì nó sẽ phải là bắt đầu bằng gì ạ? Bằng that. Đằng sau cộng với chủ ngữ verb. Vậy thì cô sẽ có như sau. Với câu này cô chỉ dùng là
That depression thôi. Chứ còn nếu cho ít vào lại thành thừa chủ ngữ, đúng không ạ? Nên là câu 17 cô sẽ chọn được câu này là ý C. Xong chưa? Xong câu số 17 chuyển cho cô sang câu số 18. Câu 18 của cô đơn giản và nhẹ nhàng. Bạn nào có thể xử lý cho cô được câu 18 của chúng ta? Nhờ câu này của cô rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Chờ câu số 18 dịch là bố sẽ rất là tức giận nhá. Khi mà ông ấy nhìn thấy những cái việc mà bạn đã làm. Chờ chúng ta sẽ có nào với câu số 18. Các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Thứ nhất này, bố sẽ rất tức giận khi nào? Khi mà bố nhìn thấy những cái việc mà bạn đang làm. Vậy thì với câu này của cô, cái mệnh đề đằng sau này của cô này, cô gọi đó là mệnh đề trạng ngữ. Nhờ, ở đây của cô cần mệnh đề trạng ngữ. Mà mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, người ta có một quy tắc như sau, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Nhờ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian nhé. Sẽ không có thì tương lai đơn ở đằng sau. Vậy thì theo cái quy tắc như vậy, cô bỏ được A, cô bỏ được D, thì cô sẽ chỉ còn B và C mà thôi. Giao dịch là bố của bạn sẽ rất là tức giận khi mà ông ấy thấy cái việc bạn đã làm. Thì với câu này bạn sẽ chọn B hay là C? Cô loại trừ cho em hai đáp án rồi, bây giờ em chỉ còn hai đáp án nữa thôi. Thì với câu số 18 bạn sẽ chọn B hay là C? Phải nghiên cứu kỹ này. Nhập. Với câu số 18 nhá. Cô sẽ thấy là ý C của cô đằng trước với từ since là hiện tại. Thế đằng sau lại là hết đan là quá khứ hoàn thành cơ ạ. Người ta không bao giờ lùi thì quá đà như này cả. Nghĩa là sao ạ? Nếu như đằng trước nó là hiện tại hoàn thành thì đằng sau nó chỉ đến hiện à đằng trước nó là hiện tại đơn thì đằng sau nó chỉ là hiện tại hoàn thành thôi, đúng không ạ? Bố sẽ rất là tức giận khi mà bố nhìn thấy cái việc bạn đã làm. Cái việc bạn đã làm để đến cái bây giờ bố tức giận. Vậy thì cô sẽ thấy là nếu nó có lùi thì nó chỉ lùi đến hiện tại thành chứ không lùi quá khứ thành được, đúng không ạ? Vì bạn này, nếu bạn học livestream với cô nhiều thì cô Trang Anh có giới thiệu các bạn cái trục sơ đồ thời gian như này, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Ở đây là tương lai thì sau tương lai sẽ là hiện tại. Sau hiện tại sẽ là quá khứ và sau quá khứ là quá khứ hoàn thành như này, đúng không ạ? Vậy thì anh hiện tại này, anh ấy chỉ tương lai thì nhảy về hiện tại nhá, đúng không ạ? Hiện tại thì nhảy về quá khứ, đúng không? Quá khứ nhảy về quá khứ thành chứ nó không nhảy một phát từ hiện tại mà về quá khứ thành được. Vậy thì câu số 18 cô chọn được câu này của chúng ta là ý B. Xong chưa? Xong chưa? Chờ, xong câu số 18 chuyển cho cô sang câu số 19. Chờ, với câu số 19 tương tự như vậy lại một câu về mệnh đề. Bạn nào có thể xử lý cho cô được là với câu số 19. Các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, xong câu số 18 chuyển cho cô sang câu 19 của chúng ta. Với câu số 19 các bạn sẽ xử lý được câu này như nào đấy ạ? Giờ cô sẽ có với cái câu số 19 của chúng ta nhá. Giờ 19 chọn gì nào? 19 các bạn chọn B à? Giờ câu số 19 chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 19 thì cô sẽ có như sau. Dịch câu này chúng ta dịch là khi nào mà đúng không? Dịch là câu 19 của chúng ta sẽ dịch câu đấy sẽ là gì đấy ạ? Câu 19 dịch là bất cứ khi nào mà quản lý ra ngoài thì thư ký của ông ta sẽ ghi những lá thư này. Thì cô sẽ có là khi mà quản lý ra ngoài thì thư ký của ông ta sẽ ký thư. Vậy thì cô sẽ có như sau. Đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Thì cô có một nguyên tắc đó là cô bảo với bạn rằng là theo quy định là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì không chia thì tương lai. Do đó cô bỏ ý A đầu tiên. Được không ạ? Rồi tiếp nhá. Chúng ta sẽ có như sau này. Ở vế đằng sau của cô nó dùng hiện tại đơn thì không lý do gì chúng ta dùng would be cả. Nên là bỏ ý D, đúng chưa? Ở đây là dùng hiện tại đơn thì không có lý do gì chỗ đằng trước chúng ta dùng quá khứ hoàn thành cả. Đây là kiến thức về sự phối thì. Do đó cô chọn được câu 19 là ý B. Đó không ạ? Sau câu số 19 chuyển cô sang câu số 20. Lúc câu số 20 rồi cô sẽ cho các bé đi ngủ. Đó không ạ? Nào với câu số 20, các bạn của cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì? Nhờ với câu số 20 bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Thì cô sẽ có là với câu 20 căn cứ cho câu máy này rất là quan trọng. According to, theo như là một cái estimate. Chứ theo như một cái ước tính, đúng không? Theo như ước tính thì làm sao ạ? Cô sẽ có là với câu này của chúng ta, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, chúng ta sẽ có với câu số 20, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 20 này,
theo như cái dự đoán, đúng không? Gì là theo như ước tính thì sẽ không còn thiếu hụt nữa sau khi, đúng không? Sau khi những cái con đập lớn này được xây dựng xong thì cô sẽ có là những cái con đập lớn đấy, đúng không? Được xây à, gì là không có sự thiếu hụt về năng lượng nữa. Khi nào? Khi mà những cái con đập lớn đấy được xây dựng xong, vậy thì cái chỗ after này của cô sẽ chính bằng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian này. Mà cô có bảo với các bạn rằng là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì không chia thì tương lai đơn. Do đó câu 20 của chúng ta bỏ ý B đầu tiên. Bỏ ý B đầu tiên thì cô sẽ có như sau này: should be và đằng sau là have been contracted, không phối thì được. Bỏ tiếp. Giờ chúng ta sẽ có là theo như ước tính, tức là người ta vẫn còn đang dự liệu vì nó phải thuộc về tương lai chứ không thuộc về quá khứ. Vậy nếu không thuộc về quá khứ thì ý D của cô cũng bỏ luôn. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 20 của chúng ta là ý A thôi. Theo như ước tính này sẽ không còn thiếu hụt năng lượng nữa sau khi cái những cái con đập lớn này được xây dựng xong. Nếu như nó được xây dựng xong, đúng không ạ, thì nó sẽ không có thiếu hụt nữa, được không ạ? Và nếu cô là sau cái mệnh đề trạng ngữ thì thời gian này, người ta có thể dùng thì hiện tại đơn hoặc có thể dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả những hành động chưa xảy ra mà nó sẽ xảy ra trong tương lai, được không ạ? Nhưng mà người ta dùng hiện tại thành để nhấn mạnh một hành động xảy ra xong đã, xong mới đến hành động khác, được không ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi nhá. Chúng ta sẽ còn từ câu số 21, 22, 34, 4 câu nữa, cố hết trang này nhá. Được không ạ? Cô chỉ xin các bạn thêm 5 phút nữa thôi, cố hết cho trang này luôn này. Nhờ cô sẽ có. Với câu số 21, các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì ạ? Được chưa? Với câu số 21, các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý gì? Đó, cố cho cô 4 câu nữa chúng ta đi ngủ này. Cô sẽ chữa thêm 5 phút nữa thôi là xong. Cố gắng cho cô. Được không ạ? Đó, với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì đấy ạ? Ok, rồi. Với câu số 21 chúng ta sẽ có câu dịch là xem là ở đằng sau cô có san là chủ ngữ rồi này. Can photograph của chúng ta là động từ rồi này. Vậy thì cô sẽ có ở cái vế đằng trước này của cô, nếu như em mà sử dụng mạo từ the vào đây, đúng không ạ? Thì nó sẽ thành một cái cụm danh từ đằng trước thì tự nhiên câu nó trở thành vô nghĩa. Yeah, sai. Nếu như em sử dụng là they use, nó thành một mệnh đề khác. Thành một đại mệnh đề khác thì toàn bộ cái trước dấu phẩy là một mệnh đề độc lập. Đằng sau cũng là một mệnh đề độc lập mà không có từ nối vào thì ý C của cô sai, đúng không ạ? Tương tự như vậy với ý D của cô cũng vậy, do đó bằng phương pháp loại trừ câu 21 cô chọn được ý B. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 21 chuyển cho cô sang câu số 22. Với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chờ xong câu số 21 chuyển cho cô sang câu số 22 của chúng ta. Với câu số 22 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, sau câu số 21 chuyển cho cô sang câu 22 của chúng ta. Thì với câu số 22 các bạn của cô sẽ chọn được câu này đáp án là ý gì đấy ạ? Được chưa? Cô chưa đi ngủ mà. Chờ bạn nào ngủ học tiếp cho cô đã, chưa ngủ, được không ạ? Với câu số 22 dịch là trong số 1.800 bài thơ mà Elmi viết, chờ thì có hai bài thơ đấy được đưa tiêu đề. 7 bài thơ được xuất bản trong suốt cuộc đời của bà ấy. Thì cô sẽ có như sau. Câu này mà cho because và câu thành vô nghĩa, đúng không ạ? Thế này cô sẽ có như sau. Nếu câu này mà cho ý B vào, nó sẽ có là there were này. Thì ở đây của cô nó sẽ thành một mệnh đề, đằng sau lại là một mệnh đề nữa. Nó thành hai mệnh đề độc lập đứng cạnh nhau mà không có từ nối vào nên ý B sai. Chờ cô sẽ có là với cái câu này của chúng ta mà ghép là 1.800 bài thơ đó. Chờ cái bài thơ mà bà ấy viết nhờ, thì câu đấy nó thành câu cụt. Vậy thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta sẽ là ý A. Cái of này của chúng ta nó sẽ đóng vai trò là thành phần trạng ngữ này, đúng không ạ? Trong số 1.800 bài thơ mà bà ấy viết. Vậy thì cái mệnh đề quan hệ này chỉ có chức năng là bổ sung giải thích nghĩa cho 1.800 bài thơ này thôi. Nên là câu số 2 của chúng ta là ý A. Chờ xong câu số 2 cho 22 chuyển cho cô sang câu số 23 của chúng ta. Thì với câu số 23 như câu này các bạn cãi nhau ở trên mu nhiều này. Với câu số 23 bạn nào xử lý cho cô được câu này? Câu này của cô khó cực không dễ đâu ạ. Nào xong câu này xem cho cô với câu số 2. Hình như cô nhớ là hôm nào có hôm nọ có một bạn nào bạn nhắn cho qua Zalo và bạn hỏi cô cái câu này em đọc kỳ vẫn không hiểu, đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn hỏi là em đọc kỳ câu này vẫn không hiểu, hôm nay cô sẽ chữa cho bạn câu này. Nào với câu số 23 bạn nào chọn cho cô đáp án câu này ạ? À?
Ok, bạn nào hiểu được bản chất của câu số 23 này ạ? Chứ thực ra cái câu 23 này mà diễn đạt bằng cái từ ngữ thì nó rất là khó, đúng không? Diễn đạt bằng cái kiểu của văn viết là rất là khó. Chưa, câu số 23. Câu số 22, nếu em chọn ý B, nó thành hai mệnh đề độc lập đứng cạnh nhau mà không có từ nối vào đấy em. Chờ, bạn Trang Trần là cô vừa giải thích rồi đấy ạ. Câu số 22, nếu em chọn ý B, nó thành ra là hai mệnh đề độc lập đứng cạnh nhau mà không có từ nối vào nên nó sai. Chờ, câu số 23 chắc chắn là ý A. Ok, một đáp án. Câu số 23, bạn Đặng Văn Hoàng, bạn này chưa có huy hiệu fan cứng của cô, chứng tỏ là thanh niên này mới đúng không ạ? Bạn đã bảo rằng là 23 là ý A. Bạn Hà Diễm My, fan cứng chọn A, Thảo My chọn A. Chờ, câu số 23 có thể có bạn chọn A này, có bạn chọn D này, đúng không ạ? Rồi, ok, câu số 23 của cô là câu khó. Cô để ý là những cái câu mà các bạn cãi nhau inh ỏi ở trên môn là câu khó. Đúng không ạ? Ở trên môn của cô có cô phải để một cái anh gọi là anh trợ lý ưu tú nhất lên trên đấy. Chưa, anh ấy là người mà phụ trách toàn bộ cái phần giải đáp thắc mắc của bạn trên cái về sách ID của cô ở trên môn. Chưa, anh ấy là captain, đúng không ạ? Đội trưởng ấy. Chờ, anh ấy tức là cô thấy là cứ chỗ nào mà bạn xoay anh ấy gọi là hỏi hỏi rất là nhiều, thắc mắc rất là nhiều, chứng tỏ là câu đấy có vấn đề, là câu đấy các bạn thấy khó. Thì câu số 23 là câu mà cô thấy các bạn ấy kêu khó này. Chờ, câu số 23 các bạn ấy chọn đáp án là A hoặc là D nhớ nhá. Nếu mà em chọn A thì tại sao em không chọn B, đúng không ạ? Nếu chọn A thì tại sao không chọn B nhớ. Thì bạn thấy là bình thường cô Trang cũng dạy các bạn khó rồi, chứ chẳng phải thi thử mới khó đâu, đúng không ạ? Câu số 23 này, chọn A hay chọn B đều không được. Vì sao? Nếu mà cô chọn that hay là chọn which vào đây thì cô sẽ hiểu rằng that hay là which này thay thế cho resource. Cô sẽ có từ resource của chúng ta là tài nguyên, đúng không ạ? Vậy nếu như thay thế cho cái từ tài nguyên này, nếu thay thế từ tài nguyên này, từ này đang là danh từ số nhiều. Vậy nếu thay thế cho từ đó thì liệu động từ đằng sau của cô có thể là số ít được không ạ? Chưa, nếu thay thế cho danh từ số nhiều thì động từ đằng sau của cô phải là số nhiều. Nên là phải bỏ A và bỏ B đầu tiên. Đúng không ạ? Anh what anh cho vào đây anh thành vô duyên. Anh ấy chả có chức năng thay thế gì cho đây cả. Đúng không ạ? Anh cũng chẳng có ý nghĩa gì vào đây cả. Vậy thì là bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững. Thì bằng cách sử dụng môi trường một cách bền vững. Thì cái gì đấy ạ? Nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường đấy. Thì làm sao? Nó sẽ là sao? Nó sẽ cung cấp, đúng không ạ? Cái nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường mà nó cung cấp cho nó ở đây chính là gì? Chính là môi trường này. Vậy thì với câu số 23 của chúng ta, đáp án câu này là ý D. Xong chưa? Xong chưa? Chứ không phải câu này là có dấu phẩy đâu em, đúng không ạ? Thì cái chỗ là by using này của chúng ta đóng vai trò là mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách, đúng không ạ? Nó là mệnh đề mà. Thì cái chủ ngữ đằng sau của chúng ta từ đây trở đi mà, đúng không ạ? Cái tài nguyên về thiên nhiên mà môi trường mà nó cung cấp cho. Chưa? Nó cung cấp cái tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Nó ở đây chính là gì? Chính là môi trường. Đúng không ạ? Nên là với câu này cô người ta dùng cái dạng là lược bỏ đại từ quan hệ khi nó đóng vai trò làm tân ngữ của câu, mình được phép bỏ đi. Nhờ. Nên là mình đáng lẽ cái câu này của chúng ta sẽ phải là the investment and the natural resources. Xong rồi dùng gì ạ? That. Xong đấy gì ạ? It provides. Đúng không? Người ta bỏ that đi thôi. Vì it của chúng ta chính là the investment. Nên là câu số 23 của chúng ta là ý D. Xong chưa? Xong chưa? Chờ, bạn Nguyễn Thảo Sương bạn hỏi là tại sao không dùng that và tại sao không dùng which được? Cô giải thích cho em nhé. That với which thay thế cho cái cụm, đó là cái cụm that, nếu mà dùng that hay dùng which vào đây thì nó sẽ thay thế cho từ resource. Chứ mà resource của chúng ta là tài nguyên, là danh từ số nhiều. Vậy nếu dùng danh từ số nhiều thì động từ đằng sau của cô phải chia số nhiều, đúng không ạ? Mà đây anh này cô đang dùng từ, cô đang chia số ít này, thì mình không thể chọn that, không chung dùng which được, được không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Rồi, xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 24 của chúng ta. Câu số 24 cô sẽ có là research. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái thức ăn mà chúng ta ăn, đúng không ạ? Thì cô sẽ có là cái thức ăn mà chúng ta ăn thì ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng ta. Ý với câu số 24, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Xong chưa ạ? Em thân mến, trong câu đúng là có hai vấp thật. Cô vẫn bảo đây là mệnh đề quan hệ. Cô giải thích cho bạn câu này nhé, để các bạn đỡ hỏi cô này. Cô nhớ là mấy cái lần livestream sau mà không làm các bạn thỏa mãn là các bạn hỏi nhiều này. Đúng không? Các bạn ấy khủng bố ra đâu của cô này. Cô giải thích nhá. Cái câu này của cô nếu viết đầy đủ ra nó sẽ phải là như sau. By using the investment sustainable, the investment and the natural resources. Nó sẽ là that it provides. Đáng nghĩa phải dùng là that. That thay thế cho cái resource đằng trước. Và vẫn phải có cái chủ ngữ it này. Đúng không? Nó vẫn là mệnh đề quan hệ mà em.
Nhưng mà bởi vì cái đại từ quan hệ đóng vai trò làm tân ngữ của câu, chúng ta được phép bỏ đi, được không ạ? Thì nghe câu này cô có hai động từ vẫn là mệnh đề quan hệ, nhưng mà cái từ ít này của cô phải có, được không? Còn cái từ that này của chúng ta nó đóng vai trò làm tân ngữ thì nó được phép bỏ đi. Ok không ạ? Rồi xong câu số 23, chuyển cho cô sang câu 24 của chúng ta này. Với câu số 24, các bạn sẽ xử lý cho cô được câu này đáp án là ý gì ạ? Dạ. Với câu số 24, cô sẽ có là nghiên cứu chỉ ra rằng thức ăn mà chúng ta ăn ảnh hưởng tới tuổi thọ. Không thể dùng must, ghép với từ affect, đúng không? Lên ý A của cô sai. Không dùng should được vì câu này không mang tính chất khuyên bảo. Chờ chúng ta sẽ có là has, suggest của chúng ta là hiện tại hoàn thành. Anh này cô là hiện tại đơn thì câu này nó không thể đưa về quá khứ đơn được. Giờ chúng ta ăn rồi nó mới ảnh hưởng chứ, làm sao đưa về quá khứ đơn được. Vậy câu số 24 của chúng ta chọn D bằng mọi giá, được không ạ? Rồi ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta. Gọi là tạm thời xong bài hôm nay của chúng ta thôi. Cô sẽ hẹn các bạn vào một buổi buổi tiếp theo. Cô sẽ chữa tiếp cái phần chuyên đề về các loại mệnh đề trong tiếng Anh này nhé. Trưa ngày mai chúng ta sẽ học bài đồng nghĩa trái nghĩa trong sách 30 chủ đề từ vựng. Các bạn xem bài trước giúp cô. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 12h30 trưa mai.